Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay 29 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang New Hampshire và South Carolina. Đây là hai bang mà ông Trump lựa chọn để phát biểu tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo tham gia cuộc đua trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Tại bang New Hampshire, ông Trump đã tái khẳng định những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ Tổng thống trước đó, gắn với vấn đề nhập cư, xây dựng lại quân đội Mỹ với cam kết bảo vệ đất nước không bị tham nhũng, cực đoan và ích kỷ, hủy hoại. Cả hai bang New Hampshire và South Carolina đều được coi là đóng vai trò quan trọng đối với thành công của một ứng cử viên tổng thống, khi đây là những bang đầu tiên tổ chức các cuộc tranh cử. Màn thể hiện của ứng viên ở đây thường quyết định đến cả chiến dịch của họ. Còn sau đây sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng súng ở bang California, Mỹ. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, 28 tháng 1 và các nạn nhân được tìm thấy trong một chiếc ô tô. Vụ việc xảy ra sau các vụ xả súng hàng loạt gần đây ở California. Một tay súng đã giết chết 11 người trong vũ trường ở Monterey Park gần Los Angeles vào ngày 21 tháng 1 và 7 người bị bắn chết ở thành phố Half Moon Bay, ven biển phía Bắc California 2 ngày sau đó. Không có thông tin nào được nhà chức trách cung cấp về nghi phạm hoặc động cơ của vụ xả súng mới nhất. 41 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt rơi xuống khe núi và bốc cháy ở tỉnh Balochistan, miền nam Pakistan. 41 thi thể đã được tìm thấy từ đống đổ nát, một số bị cháy đến mức không thể nhận dạng được. Các quan chức cho biết chiếc xe buýt chở khoảng 48 người gặp nạn khi đang trên đường từ thủ phủ Quetta của Balochistan tới thành phố Karachi ở miền nam nước này. Tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra ở Pakistan, nơi luật lệ giao thông hiếm khi được tuân thủ và đường xá ở nhiều vùng nông thôn trong tình trạng xuống cấp. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng tại vùng Piura ở phía bắc thủ đô Lima của Peru khi một xe khách chở 60 người đã rơi xuống vách đá. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra tại khu vực được mệnh danh là khúc quanh của quỷ này. Cơ quan giám sát giao thông vận tải của Peru cho biết các cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe buýt dường như đã được kiểm tra an toàn và có bảo hiểm tai nạn. Tai nạn đường bộ tương đối phổ biến ở Peru do nhiều tài xế điều khiển phương tiện trên những con đường bấp bênh và không được đào tạo bài bản.